xin chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương. Huyền Vi kính chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu của mình nha. Lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới, hôm nay em sẽ review hai lô thuộc dự án Newland thuộc Trừ Văn Thố và Hoàng, để cho tất cả những quý anh chị nào mình muốn mua đất sổ sẵn, vị trí đẹp thì cả nhà hãy xem hết video này nha. Và đây chính là hai lô mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị, bắt đầu từ cái đường bê tông bên đó là một lô bắt đầu, và bắt đầu từ vị trí tay của em đến cái cột đèn này là thêm một lô, là tổng là ngang 5, dài 20, tổng là 100 m², thổ cư 100%, hai lô liền kề là 10 x 20 tổng là 200 m, và hai sổ nha, mỗi một sổ là 100 m. Ở bên lô, bên cạnh lô này thì có một cái đường đi thoát hiểm rất là rộng, nên là khi mà chúng ta làm nhà có, chúng ta mở cửa sổ ra rất là mát. Phía đằng sau này thì bên chủ đầu tư đã xây trừ cái 1 m hành lang thoát hiểm rồi ạ, nên là nhìn đất rất là vuông vắn và đẹp luôn nha cả nhà. Vị trí khá là đẹp, hai lô liền kề này chúng ta xây nhà quá là tuyệt vời luôn. Đằng trước có một cái cây xanh nha cả nhà, đây là vị trí rất là đẹp, không có dính hố ga trụ điện. Lô này là, hai lô này là hướng bắc rất là mát mẻ, còn nếu hai hướng bắc nha cả nhà. Vị trí này chính là đường N2, đây có sổ sẵn rồi nha cả nhà, có sổ sẵn rồi, thổ cư 100%, nên là chúng ta mua chúng ta ký công chứng luôn. Thì chúng ta nhìn lại ha, hai lô bắt đầu từ mép đường bê tông đến vị trí tay em chỉ là ngang 5, dài 20, tổng 100 m², thổ cư 100%, hai lô liền kề. Bây giờ em sẽ lên xe em quay một vòng để cho cả nhà xem và hình dung vị trí của dự án ha. Đây chính là dự án Newland thuộc xã Trừ Văn Thố, mặt tiền đường DT750, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Tổng quy mô của dự án này là 5,6 hecta, gồm 265 sản phẩm, diện tích cắt từ 100 cho đến 192 m, và giá giao động là từ 980 cho đến 1,6 tỷ, tùy vào vị trí và trục đường. Những cái lô ở trục đường gần cuối thì nó rơi vào 900 mấy, còn những cái lô gần phía gần cổng thì giá nó dao động là từ 1,250 tỷ cho đến 1,3 tỷ, 1,4 tỷ, 1,6 tỷ, tùy vào vị trí lô góc hay lô thường, và diện tích nhỏ hay là diện tích lớn nha cả nhà. Dự án này thì rất là đẹp, tại vì nó nằm xung quanh, bao quanh là khu công nghiệp luôn nha, khu công nghiệp Cây Trường này, khu công nghiệp Trừ Văn Thố này. Và đi ra từ vị trí của lô đất mà chạy ra với đường quốc lộ 13 á, thì chỉ có hơn 1 km thôi, rất là gần. Cây xanh, vỉa hè, đèn đường đầy đủ nha. Đường là đường 7 m, còn mỗi bên vỉa hè 3 m, tổng là 13 m. Vị trí liền kề gồm có hai dự án liên tiếp nhau luôn, nên là vị trí ở khu vực này khá là đẹp. Quý anh chị và các bạn, những ai mà có tầm tài chính thấp thì chúng ta đầu tư ở khu vực này rất là hợp lý, bởi vì đối diện là khu công nghiệp rồi. Thì bây giờ em sẽ chạy thẳng ra đường DT750 để cho cả nhà xem và hình dung vị trí của dự án này nha cả nhà. Nếu mà chúng ta mua để ở dự án này thì quá là tuyệt vời rồi, nó đối diện với khu công nghiệp, nói chung là tiện ích đầy đủ, chợ, trường học, rồi khu công nghiệp, nó bán kính từ 500 cho đến 1 km, có đầy đủ ha. Và điều đặc biệt hơn nữa là dự án này nó nằm ngay mặt tiền đường DT753, là tuyến đường huyết mạch nối liên tiếp mà thông 3 tỉnh nha, là Tây Ninh này, đầu tiếng là Bình Dương, Bình Phước này. Đó, phía đằng trước đó chính là mặt tiền đường DT750 rồi nha cả nhà. Đây là DT750, lúc nãy em nói nhầm là DT753. Và đối diện với chúng ta cả nhà cũng thấy là cái mái tôn xanh xanh đó chính là khu công nghiệp nha. Khu công nghiệp đối diện với dự án luôn, nên là rất là thuận tiện. Đường này chuẩn bị mở rộng dự án, mở rộng ra, nên là vị trí này khá là tiềm năng. Nên quý anh chị và các bạn, những ai mà muốn đầu tư hai lô và mà em vừa giới thiệu, thì cả nhà hãy liên hệ theo cái số điện thoại hoặc kết bạn Zalo, em sẽ gửi thông tin sổ sách cho cả nhà xem và hình dung nha. Cả nhà cũng thấy là phía trước là khu công nghiệp, đi thẳng vào đây là khu công nghiệp Cây Trường nha cả nhà.
nên là vị trí khá là đẹp. Nên quý anh chị và các bạn quan tâm thì cả nhà hãy liên hệ cho em nhé. Em xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả quý anh chị và